từng một lần đứng trước ngã ba cuộc đời, phải đưa ra các quyết định khó khăn về học tập, về công việc, về tình yêu. Ai cũng muốn mình trở nên thật hoàn hảo, ai cũng muốn mình trở nên thật thành công. Liệu có bao giờ chúng ta tự hỏi quyết định mà chúng ta đưa ra có đúng đắn hay không, có hướng tới mục đích mà ta cần tới hay không? Vậy nếu mọi người còn chăn trở với câu hỏi đó thì em xin phép giới thiệu cho mọi người một cuốn sách Có nên hay không? Những quyết định thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Lan Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 11, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Karongno. Hôm nay em rất vinh dự khi được tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022. Và em muốn được giới thiệu đến mọi người một cuốn sách Có nên hay không? Những quyết định thay đổi cuộc sống của tác giả Spencer Rawson, xuất bản vào năm 2019. In life, there are many times when you have to difficult choice. When you have to decide on a certain issue, sometimes you just rely on your feelings, but there are important decisions that you need to think about and consider. Your life is full of choice or sorrow, happiness or unhappiness, success or failure. It all depends on your decisions. Three, what I think this particular book will help you with is how to make the right and informed decisions. First, you have to define between what you wish and what you need. Second, to guess the action. And finally, to be honest with yourself. And I will explain more in the next part presentation today. I hope it helps you to be more successful and happier in life. Câu chuyện kể về một chàng trai trẻ thông minh, nhanh nhẹn trong công việc. Anh là người ham học hỏi, có trách nhiệm trong cuộc sống. Anh khiến ai cũng phải hài lòng về mình. Người như anh, ai cũng nghĩ rằng phải rất thành công và hạnh phúc. Nhưng trong công việc, anh đã để tuột mất công việc mà mình yêu thích cho người khác. Trong tình yêu, anh đã đánh mất đi người con gái mà mình yêu thương. Em tin rằng tình huống của cậu thanh niên vừa rồi là câu chuyện của rất nhiều người đã gặp phải. Khi chúng ta gặp phải vấn đề đó, chúng ta đều cảm thấy thất vọng và chăn trở về bản thân mình. Nhưng may mắn thay là cậu thanh niên đã được tham gia một chuyến hành trình thám hiểm. Chuyến đi đó đã giúp cậu nhận ra nhiều điều và sưu tầm được những thứ bổ ích. Và em muốn được làm rõ hơn những thứ bổ ích mà cậu thanh niên học được là gì, cũng như thông điệp của cuốn sách trên. Điều thứ nhất là bạn phải xác định được điều bạn muốn và điều bạn cần. Điều bạn muốn là điều bạn mong ước và điều bạn cần là nhu cầu thật sự. Điều bạn muốn là những thứ không cần thiết trong cuộc sống. Chúng ta hãy xây dựng một tổ ấm trước khi nghĩ đến một tòa lâu đài. Ví dụ, ai cũng muốn khoác lên mình một bộ cánh hàng hiệu, được ăn những bữa ăn sang chảnh tại nhà hàng 5 sao. Nhưng điều chúng ta thực sự cần chỉ là một bộ đồ giản dị và một bữa ăn có thể lấp đầy chiếc bụng đói. Điều thứ hai, đó là đừng quyết định vấn đề quá nhanh. Bạn nên quan sát từng chi tiết nhỏ. Bạn càng có nhiều thông tin, quyết định của bạn đưa ra càng sáng suốt. Giống như việc chúng ta biết nhiều về một ngoại ngữ, chúng ta càng dễ làm việc cùng nó và học tập cùng nó. Để không có việc gì bất ngờ xảy ra, chúng ta nên tiên liệu tất cả các tình huống, sau đó tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Để rồi, nếu có khó khăn thực sự xảy ra, bạn cũng dễ dàng giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn. Giống như việc chúng ta chơi một ván cờ và tính toán đến từng bước đi đến cuối cùng vậy. Điều thứ ba là bạn phải thành thật với chính mình. Đừng quá tin vào những lời ngợi khen của người khác dành cho mình mà nghĩ rằng bản thân mình thực sự giỏi. Đó chỉ là sự ảo tưởng mà thôi. Bạn càng sớm nhìn ra sự thật thì quyết định của bạn đưa ra càng sáng suốt. Chúng ta ai cũng dễ dàng nhận ra khuyết điểm của người khác hơn nhận ra khuyết điểm của chính bản thân mình. Vì thế, hãy tìm một người bạn thật sự tin cậy, sau đó nhờ họ nhận xét về bạn, bạn sẽ có được những bài học đáng giá. Có một câu nói mà em rất thích, đó chính là cuộc sống được hình thành từ những quyết định và bạn chính là người phải chịu hậu quả từ những sai lầm đấy. Vì thế, hãy thật sự nghiêm túc, đầu tư thời gian và công sức vào một quyết định gì đó trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, ban giám khảo, đây là một cuốn sách hay, bổ ích, thu hút từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng và các bạn cũng có thể dễ dàng tìm mua nó tại tất cả các nhà sách trên cả nước. Kính chúc quý thầy cô và các bạn sẽ thật hạnh phúc và thành công với những quyết định của mình trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn. Nếu em trở thành đại sứ văn hóa đọc năm 2022, em đã lập một bảng kế hoạch để nâng cao và phát triển văn hóa đọc như sau. Kế hoạch của em gồm 3 nội dung. Đầu tiên là
thứ ba là kết quả đạt được. Đầu tiên, bản kế hoạch này của em hướng đến cộng đồng và mục tiêu được em đặt ra đó là nâng cao và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thứ hai, nội dung công việc. Để thu hút độc giả, chúng ta cần hướng đến nhu cầu của người đọc và thay đổi hình thức nội dung của cuốn sách. Đối với khán giả nhỏ tuổi, chúng ta nên thiết kế cuốn sách theo hướng màu sắc tươi sáng, có nhiều hình ảnh sinh động. Đối với khán giả là các bạn trẻ tuổi thì thường khó tính hơn, vì thế chúng ta nên thêm những từ ngữ hot trend để các bạn thấy gần gũi và thêm nhiều hình ảnh sinh động để tránh gây nhàm chán khi đọc sách. Thứ hai, đó là liên hệ với chính bản thân chúng ta. Chúng ta nên vận động người thân và gia đình đọc sách trong thời gian rảnh rỗi. Tìm đọc những cuốn sách hay ở thư viện trường, ở nhà, sau đó chia sẻ với tất cả mọi người. Dù các bạn thường xuyên đến thư viện đọc sách và tích cực tham gia những hoạt động đọc sách do nhà trường tổ chức, em đã lập một fanpage và tạo các câu lạc bộ nhằm khuyến khích các bạn đọc sách và kết nối sách với con người. Ở trường, em sẽ huy động thầy cô và bạn bè quyên góp những cuốn sách tặng đến vùng sâu vùng xa để ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận đến nguồn sách. Ở mỗi lớp sẽ có những kệ sách riêng và em mong rằng kệ sách đó sẽ được lấp đầy bằng những cuốn sách mà các bạn quyên tặng. Thứ ba là kết quả đạt được. Sau đây là những lợi ích của việc đọc sách đến cộng đồng. Đầu tiên là nâng cao kiến thức. Thứ hai là tăng khả năng tư duy và tập trung. Khi các bạn học thuộc một công thức hay khái niệm nào đó, chúng ta thường ghi ra giấy để học thuộc và phân tích dễ dàng hơn. Thứ ba là vốn từ ngữ được mở rộng khi đọc sách. Thứ tư là trí nhớ được cải thiện. Và cuối cùng, thứ năm là không bị làm phiền. Khi sử dụng máy tính và điện thoại, chúng ta rất dễ bị làm phiền bởi tin nhắn, quảng cáo hay bất kỳ thông báo nào khác. Và đây là một số thành tựu thực tế của đoàn trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Garano. Không chỉ là trong tiết đọc sách mà ngoài giờ lên lớp, trong thời gian rảnh rỗi, các bạn cũng đến thư viện đọc sách. Không còn hiện tượng ủ rũ, mệt mỏi khi đọc sách mà các bạn đã thể hiện sự đam mê, nghiêm túc của mình đối với việc đọc sách. Và đây là một số hình ảnh khác. Và cuối cùng, em đã lập một fanpage mỗi ngày một cuốn sách để em có thể dễ dàng chia sẻ sách đến với mọi người và mọi người cũng có thể chia sẻ sách, những cuốn sách hay đến vào fanpage này để phát triển văn hóa đọc ngày càng sâu rộng hơn. Cuối cùng, em xin chúc phần thi có thành công tốt đẹp và chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.